nghi phạm phá hàng loạt cửa kính ô tô, trộm tài sản vào ban đêm xa lưới. Vào các đêm 7 và mùng 8 tháng 4, tại địa phận quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, liên tiếp xảy ra các vụ đập phá cửa kính xe ô tô để trộm cắp tài sản trong xe. Chiều ngày 26 tháng 4, Công an thành phố Hải Phòng cho hay phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ nghi phạm gây ra hàng loạt vụ phá cửa kính ô tô trên địa bàn Hải Phòng để trộm cắp tài sản là Nguyễn Tường Lâm, sinh năm 1993, trú tại ngõ 213 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Lâm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại miền Nam. Trước đó, vào các đêm 7 và mùng 8 tháng 4, tại địa phận quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, liên tiếp xảy ra các vụ đập phá cửa kính xe ô tô để trộm cắp tài sản trong xe. Quá trình điều tra, phòng cảnh sát hình sự xác định nghi phạm là nam giới, tóc rẽ ngôi, đeo kính, cao khoảng 1,65m, mặc quần dài đen, áo phông sẫm màu. Nghi phạm đi bộ qua hàng loạt nhà dân có ô tô đỗ vỉa hè rồi dùng đèn pin soi qua kính vào bên trong ô tô. Khi xác định bên trong xe có tài sản, ví, điện thoại, kẻ này dùng dụng cụ phá thủng kính, sau đó đeo găng tay để lấy tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Lê Chân phối hợp phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng xác định Nguyễn Trường Lâm là nghi phạm đã gây ra loạt vụ việc trên. Hiện, Công an quận Lê Chân và phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ được Nguyễn Trường Lâm trốn trong miền Nam, dẫn giải về thành phố Hải Phòng và xử lý theo quy định của pháp luật.